Cả nhà thì đây là hình ảnh trưa hôm nay mấy bé đang ăn cơm nha cả nhà. Đó, tiêu chuẩn ăn xong là mỗi bé có được một chai Sitin. Con ăn được mấy chén rồi con trai? Một chén à hả? Đây cả nhà, giờ cô Biển sẽ cho cả nhà xem là một cái bữa ăn của mấy bé là gồm có gì nha. Em thấy cái này là khoai mỡ nè, nước tương, này là mướp xào với này là sườn non chay, sườn non chay ram. Đó. Còn cái này là cơm. Đó cả nhà, thì một phần khẩu phần ăn của mấy bé là mỗi bữa trưa vậy nè. Đó, ở đây thì cô Biển chia sẻ lên, tại vì cũng nhiều bà con cô bác không hiểu á, cũng có nhiều người nói sai sự thật, nó là mấy bé ăn mặn. Đó, bây giờ là nhìn hình ảnh này là cả nhà biết được là mấy bé ăn mặn hay ăn hay là ăn chay nha. Đó. Ăn ngon phải không? Ăn ngon lạnh luôn cả nhà. Đây, còn mấy bé bên đây nữa nè. Ôi, review luôn. Mướp á con, mướp á. Nó review luôn. Đó, review đó, review. Đó, bây giờ là các chú tiểu tại tu viện Minh Đạo review món ăn trưa nha cả nhà. Mướp. À nè, chấm nước tương nè con. Ôi, ăn luôn nước tương ớt luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy mấy bé ăn à. Nhìn ngon miệng, ăn này thấy thèm luôn á. Đây. Đó, đây là người thật chị thật nha cả nhà. Đó. Đó, đây là bà con cô bác gần xa mình là biết được là cái khẩu phần ăn trưa của mấy bé đây là như thế nào nha. Để mọi người nói mấy bé ở đây là ăn mặn đó, ăn chay không chứ không có ăn mặn nha cả nhà. Và mấy anh bên đây là mấy anh lớn ngồi vàng bên đây. Dạ mời Phật, dạ chú. Che cái gì mà che? che gì mà che? Đó, anh này thì anh có một cái chùm tóc nó đặc biệt lắm cả nhà. Không ai có đâu. Đó. Chùm tóc này á, là quý quá đó, cho là anh mới cho em quay chút xíu thôi, chứ anh này là kỹ lắm nè, dễ gì cho quay. À. Một ngày con ăn được mấy chén cơm, con trai? Ngại, mấy chén cơm, ăn được 10 chén không? À, ăn được 10 chén không? Không à, hay là 20 chén? Đó, thì giờ đây là hình ảnh trưa hôm nay cô Biển quay sơ qua để cho cô chú anh chị và con cô bác gần xa mình biết được nha. Con ăn chay gì con thấy sao, con ngon không? Thank you.
Kệ đi con. Giỏi. Ủa con cho cô hỏi cái này là heo đất à, heo đất, nhưng mà con cho cô hỏi là cái này là do con tự tay mua hay là như thế nào? Dạ ba con mua rồi, con tiết kiệm sau Tết. À vậy là cái pho tượng này là heo đất bằng rồng, là bé trai này là để dành tiền lì xì Tết của mình, sẽ nhờ ba phụ vô một chút xíu để mà mua một cái con heo đất hình cái con rồng đẹp quá nha, để đem dân cúng tại tu viện Sư Minh Đạo, quá quý luôn. Con năm nay con học lớp mấy con? Lớp năm hả? Con tên gì? À giờ là con hôm nay thứ bảy thì con được nghỉ cho nên con đến đây ha. Dạ do con đang nghỉ rồi, do nghỉ lễ. À nghỉ lễ, nhưng mà con có thể chia sẻ trên cái kênh của cô là vài điều là con biết về cái tu viện của Sư Minh Đạo này là qua những cái trang mạng nào không? Không biết. Nhưng mà cái ý tưởng từ đâu mà con lại là mua một cái tượng này? Con với ba ra ý tưởng. À ra ý tưởng, vậy là cái này là ý tưởng của ba con là khởi lên cho con. Thì con thấy khi mà con mua này thì con cảm thấy cái cảm giác của con như thế nào? Rồi, cô cảm ơn con nha. Quá quý cả nhà. Con có thể đứng đó cho cô chụp tấm hình con được không? Kệ, con chụp với thầy luôn đi. Ủa, chứ không phải đem cái này đi tặng cho mấy trẻ của con luôn hả? Không, thì giờ sư ở đây là nhận đó con. Vô đi chị, gia đình mình vô đi, em chụp giùm cho. Vô đi, đưa máy đi vô hết đi rồi để em chụp giùm cho để làm kỷ niệm chị. Đó, gia đình của anh chị này nè cả nhà. Đây, đưa máy này đem chụp cho. Rồi, gia đình mình tươi lên nha. 1, 2, 3. Tuyệt vời, đẹp quá cả nhà ơi. Dạ đem gửi điện thoại. Rồi cứ để đây đây con. Cái này là nhìn điêu khắc đẹp quá ta. Cái thân hình con rồng này là ôm vàng nha cả nhà. Ông vàng, nó có con mắt nè, điêu khắc đẹp ghê á. Trời ơi, bữa nay gặp mấy chị cái nhõng nhẽ với mấy chị nữa rồi. Đó. Bé này là gặp chị xong là cứ đu theo chị hoài luôn á. Khoái rồi. Đây, cả nhà bây giờ là có nguyên gia đình của chú này là mặc áo sơ mi màu áo của Sư Minh Tuệ đến đây mà đảnh lễ tại tu viện của Sư Minh Đạo cả nhà nha.
Sau khi ăn xong thì các bé sẽ được một sư thúc ở đây cùng nhau tụng kinh để phổ độ cho tất cả chúng sanh. Đó, một hình ảnh rất là đẹp mà trưa hôm nay cô Biển bất ngờ vô tình qua được cái hình ảnh này rất là đẹp, thì cô Biển xin phép quay để mà chia sẻ đến cho quý bà con cô bác gần xa của mình biết được những cái hoạt động tại tu viện Sư Minh Đạo là như thế nào.